Uh, xin chào đến toàn thể anh em và các bác lại quay trở kênh nhé Thì ngày hôm nay sẽ lên cho anh em hai khẩu PSP FX Đồng giá là 10 triệu 200 Để cho anh em có thể tham khảo và lựa chọn về đi săn Thì hai uh, cây này sẽ khác nhau về cái kính Một con sẽ là lắp kính quét Hunter Và một con nó sẽ là lắp kính ngắm Beta TMD Hàng chống rung, chống giật, chống nhảy tâm nhé Hai con kính này thì đều chống nhảy tâm cho anh em chơi Đấy, anh em thích lắp kính nào Thì bên shop sẽ lắp kính đấy cho anh em thì bên em vẫn là nhận là lắp ráp những cây củi, những cây súng PSP khi lén để cho anh em hoàn thiện và đi săn thì anh em làm có nhu cầu mua bán lắp cho mình những khẩu đô hoặc FX hoàn thiện thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại em để trên biển kia để mua bán em nhé. xuống thì mỗi cây mỗi cấu hình nó sẽ có một giá tiền khác nhau nên là trước khi mua bán thì anh em cứ lên tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi xem điều kiện kinh tế của mình của ở phân khúc tầm bao nhiêu tiền muốn chơi cây tầm bao nhiêu thì có thể liên hệ cho bên em ở trên kênh thì em đã đăng tải rất nhiều video giới thiệu về súng ống rồi em có thể qua kênh xem và tham khảo thật kỹ các bác nhé đấy, trước khi mua bán thì cứ lên tìm hiểu thật kỹ đi bởi vì cái số tiền mà khi bỏ ra mua một cây súng thì không thật sự là không phải nhỏ đâu đấy bốn năm sáu bảy tám chín mười triệu nhớ anh em là tiết kiệm mà mấy tháng rồi mới mua được một khẩu súng cơ nên anh em cứ tìm hiểu và tham khảo đi xem bên em có ok không có chất lượng không rồi hãng đặt hàng và uh, mua hàng các bác nhé đấy chứ không nhất thiết không yêu cầu anh em phải mua hàng luôn đấy nhiều anh em lại nhìn thấy súng cái bắt đầu cuống cuồng gọi điện và anh ơi cây này bao nhiêu tiền à, anh ơi cấu hình ra làm sao như thế nào thì ở trên video em cũng đã giới thiệu đến cho anh em rất chỉ kỹ rồi báo giá công khai và giới thiệu cấu hình đấy nên anh em mua bán cứ tìm hiểu tham khảo thật kỹ luôn nhé đấy à, thì à, hai sản phẩm ngày hôm nay thì à, đều à, lắp ráp gửi xe trả hàng đến hai khách thì đầu tiên sẽ là trả hàng anh khách người bắc cạn này đấy à, bắc cạn một cây FX Q3 lỗ cấu hình tầm cao. Cây này thì 10 triệu 200 nhá. Và một kèm theo nữa một mã A26 10 triệu 200 là trả hàng anh khách người Lục Nam Bắc Giang. Đấy, Lục Nam Bắc Giang. FX Q3 lỗ cũng cấu hình cao. Thì hai cây này thì hiện tại trên cây thì em đều lắp cho anh khách đó là cành thì hiện tại đó là cành XM8. Cây anh khách người Bắc Cạn đây mã A25 thì sẽ lắp cành XM8 tiện về bản 16 inch Đấy, anh khách yêu cầu tiện là 16 inch nhá. Thì em đã lắp uh, tiện về 16 inch cho anh khách này. Đấy. À, kính thì uh, sẽ lắp là kính ngắm West Hunter. Uh, thông số là uh, 4 16 x 44 SFP. Đấy, kính này thì tâm của nó là 3 tâm nhá. À, bình là bình carbon 0.42. À, bình Park đẹp cho anh hàng Bắc. Van kết bản chuẩn công ty Ben đã qua xử lý và làm lại bên shop. bộ quy 3 lỗ hàng quy tactical chuẩn chỉ Sài Gòn bán gấp rút cho A có sụt cho toàn đẩy cho anh em đấy tặng kèm một kem cạo trì một băng đạn 11 viên cho anh em khi nào anh em mua đấy thì cái này là tiện uh, cành 16 inch này nên nó rất chỉ ngắn gọn em muốn ngắn hơn thì có thể báo báo sốt tiện về 14 inch đấy tháo cái giảm thanh ra đấy cành nó chỉ dài đến cái đầu giảm thanh này thôi đấy, anh em tháo đầu giảm thanh ra tháo xoáy giảm thanh ra có thể đút cốp xe được các bạn nhé đấy rất chỉ là ok cái này thì vẫn bao cho anh em chơi săn mồi được cự 100m cành xm8 săn mồi cự ly là 100 đến 150m săn cò Đấy, bảo hành lỗi một đổi một cho anh em bảo hành lỗi một đổi một nghĩa là nha nghĩa là trong quá trình chơi vòng 1 năm anh em chơi cảm thấy cái cành nó không trụ liên lạc lại shop để đổ trả không biết anh em chơi hết bao con kẹo cứ liên lạc lại bên em để đổ trả cô nhé đấy đây là mã A25 là 10 triệu 200 Lắp kính với hunter 3 tâm này tiếp theo là mẫu A26 cũng 10 triệu 200 thì một khẩu FXQR lỗ cấu hình cao thì ở đây thì hiện tại anh khách này lắp cành XM8 bản đủ 20 Đấy, dài 50 cm và bình carbon 0.5 và kính ngắm beta TMD cũng nhá Đấy cấu hình này anh em chơi cũng rất chi nhiều này. Và anh em nào mà muốn thích lắp thêm khoang áp độ thì báo bên shop, shop sẽ lắp thêm khoang áp độ cho anh em để cải tích cái thể tích buồng hơi của mình lớn hơn. Đấy, anh em có thể đem mồi được những con săn uh, kẹo sờ lung đem mồi cự ly xa. Đấy anh em thích chơi kẹo sờ lung thì uh, báo bên shop, shop sẽ lắp cái uh, cho anh em thêm khoang áp độ để anh em có thể là chơi kẹo sờ lung thôi nhá đấy 10 triệu 200 cũng là mẫu A26 tặng kèm đó là một kem cạo trì và một băng thì khi gửi đi cho anh em thì em sẽ bơm sẵn cho anh em đầy một bình hơi 200 kg như thế này đấy đây là anh em có thể là về test chơi ok ổn định luôn áp thì để cho anh em tùy như cái này thì em để sẽ là để trăm hai đấy bởi vì cành là cành 16 inch đấy cành ngắn nhá thì sẽ để là trăm hai còn bình thường sẽ là trăm ba trăm tùy anh em muốn để áp cao để chơi sở lung thì bên em cũng có thể để áp uh, cao cho anh em chơi sờ lung đấy thì anh em nào có nhu cầu mua hai sản phẩm này thì hoặc là lên cho mình một cây súng như thế nào thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia thì bên em vẫn nhận qua hình thức đó là lắp ráp kết chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây gửi xe thì khi gửi đi sẽ đóng hàng cho anh em thành một gói hàng như thế này đấy, em nhìn chưa đấy đóng làm một gói em nhận hàng rồi uh, kiểm tra đấy, vẫn hỗ trợ anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán cũng nhé kiểm tra hàng trước khi thanh toán hàng đấy còn tất cả mặt hàng thì em đều quay video lại cho anh em xem đúng cấu hình đúng cây anh em đã đặt chưa ok chuẩn chỉ đóng hàng gửi cho anh em nhận hàng rạch nhanh gói hàng ra thì kiểm tra kín đáo rồi thanh toán tiền qua nhà xe về trong quá trình bóc hàng có thể là quay video lại xem bên em gửi hàng có ok không đấy, có chảy xước hay vỡ gì không thì bên em bảo hành cho anh em vậy vâng nhé đấy bán hàng bao năm rồi nên là anh em cứ yên tâm về cái vấn đề mua bán đó nhé có anh em nào đã mua hàng bên em rồi thì cứ để lại bình luận ở bên dưới xem bên em bán hàng ra làm sao như thế nào cho anh em bác cùng tham khảo em nhé. thì video ngắn ngày hôm nay lên giới thiệu đến cho anh em hai khẩu FX đây thì cũng xin phép anh em bác kết thúc đây. xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.